Xí Soạn chào cả nhà mình ơi. Hôm nay Xí Soạn chia sẻ với cả nhà một món ăn mà Xí Soạn vừa mới thực hiện xong cho bữa cơm gia đình của mình. Đó là món khô cá đù một nắng kho thơm. Loay hoay mãi, không biết là sẽ thực hiện cái món ăn nào cho gia đình của mình. Xí Soạn lục hết tủ lạnh, thịt rồi cá rồi thịt, cứ như vậy thôi. Và chợt thấy một bịch khô cá đù một nắng. Thường thì cái món này thì tốt nhất là cứ chiên lên là ăn thôi, nhưng cũng ăn chiên hoài thì cũng ngán, cho nên hôm nay Xí Soạn phải nghĩ là mình phải chế biến như thế nào để cho cái món ăn sẽ hấp dẫn hơn, và Xí Soạn tự ra nghĩ ra cái món này. Nhìn thành phẩm thì cũng không tệ đúng không cả nhà, màu sắc cũng được lắm đó chứ. Vậy thì cái món này Xí Soạn đã thực hiện như thế nào thì Xí Soạn mời cả nhà cùng vào bếp với Xí Soạn nhé. Ở đây Xí Soạn có 5 con khô cá đù một nắng. Cá đù này người ta đã ướp muối và một ít ớt khô để tăng thêm hương vị cho cá và không có làm tanh cá đó. Mình thích ăn cá một nắng hơn là cá khô, bởi vì cá một nắng đó thì nó vẫn còn cái độ mềm đó, thì ăn thịt của nó không có bị khô và nó sẽ có vị ngon hơn, thịt của nó cảm giác sẽ ngọt hơn. Tiếp theo đó là thơm, Xí Soạn sử dụng 1 phần 3 quả thơm. Nguyên liệu mà Xí Soạn đã chuẩn bị sẵn đó là hành tím bằm nhuyễn. Phần này để lát mình phi cho thơm. Một ít hành lá sắc nhuyễn, 3 quả ớt, một ít gừng và một ít hành tím sắc sợi. Đầu tiên thì cái phần cá đù này Xí Soạn sẽ cắt ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn, và để chiên nó cũng nhanh chín nữa. Và Xí Soạn sẽ cắt cho hết cái dĩa này luôn nha. Mình đã vừa mới cắt xong cái phần cá rồi. Bây giờ mình sẽ đặt một cái chảo lên bếp, bật lửa cho nóng, sau đó mình sẽ đổ một ít dầu ăn vào. Tiếp theo thì mình cho vào chảo một muỗng cà phê bột tinh bột bắp. Đây là cái bí quyết mà mình chia sẻ với cả nhà, là mình học được từ một bạn ở trên YouTube á, là bỏ tinh bột bắp vào đây thì nó sẽ không bị văng dầu. Mà quả thật Xí Soạn cũng đã làm nhiều lần thì thấy là khi bỏ tinh bột bắp vào chảo dầu thì mình chiên nó sẽ không bị văng dầu. Thì chia sẻ với cả nhà để cả nhà cùng thực hiện món ăn và an toàn cho mình nha. Giờ mình sẽ xếp hết cái phần cá này vào trong chảo nha. Và chắc là mình phải chiên 2 lần thì nó cũng hơi bị nhiều á. Và mình sẽ áp cái phần da xuống trước, mình sẽ chiên trước. Khi chiên thì mình chiên với lửa nhỏ thôi, để cho nó chín cái phần thịt ở bên trong trước. Sau vài phút thì mình sẽ kiểm tra coi nó đã chín chưa, thì mình thấy là nó đã vàng rồi, cho nên mình sẽ lật lại chiên cái mặt còn lại nha. Chiên thêm vài phút cho cái mặt kia của cá nó được vàng đó. Rồi thì Xí Soạn lúc này sẽ mở lửa thật là lớn để làm giòn 2 mặt của cá luôn. Các bạn nhớ là bí quyết để chiên cá thật là giòn
Thì tới phút cuối đó mình mở lửa lớn thật là lớn lên và thật là nhanh nha. Rồi sau đó là mình sẽ tắt bếp. Thì chắc chắn rằng cái miếng cá đó nó thật là giòn luôn đó cả nhà. Với cá tươi để làm giòn cá khi chiên thì mình cũng sẽ làm giống như vậy. Giờ thì nó giòn rồi đó, mình sẽ gắp cá ra nha. Và nhớ là để nhỏ lửa thôi. Sau đó thì mình sẽ chiên hết cái phần cá còn lại nha cả nhà. Đây, và phần cá này nó cũng đã chín luôn rồi. Mình cũng gắp ra dĩa luôn. Nếu bạn nào mà chỉ muốn ăn cơm với lại khô chiên giòn thôi đó, thì coi như là cái món này mình đã hoàn tất rồi nè. Đó, như vậy là ăn cơm thôi. Ngon ghê chưa? Còn nếu ai mà muốn làm cái món khô cá đù kho thơm giống như Xí Sọn thì sẽ tiếp tục theo chân Xí Sọn vào bếp và làm cái hành trình tiếp theo nha. Giờ thì mình cũng đặt chảo dầu lên bếp. Ở đây mình sẽ cho khoảng một muỗng canh dầu ăn thôi. Mình không có thích sử dụng nhiều dầu nha, vì sợ béo lắm đó. Rồi khi mà dầu nó đã nóng rồi đó thì Xí Sọn sẽ cho hành tím vào phi cho nó thơm lên. Cho nhiều một chút nha. Khi mà hành tím đã được phi thơm thì mình sẽ đổ cái thơm này vào và mình sẽ xào cho thơm nó hơi chín một chút nha. Lúc này thì mình để lửa vừa thôi nha. Và mình có thể thêm vào đây một ít nước để cho thơm nó chín mềm hơn một chút. Nêm vào đây một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm, tiếp tục xào thơm cho nó thấm gia vị. Lúc này là cái phần nước á, là nó đã rút bớt lại rồi đó, thì mình sẽ cho vào đây 3 quả ớt luôn. Giờ thì mình đổ hết cái dĩa cá này vào, rồi trộn đều nó lên. Bây giờ mình không nêm gì nữa nha, tại vì cái phần cá này là người ta đã ướp nó mặn mặn rồi. Bây giờ cái vị nước của cái thơm nó ra đó, rồi chua ngọt của nó đó, nó sẽ thấm vô cá thì nó sẽ ngon. Cho nên mình sẽ không nêm gì nữa. Thêm vào đây một muỗng cà phê tương ớt. Ai thích ăn cay hơn thì có thể cho thêm nha. Xí Sọn thì cho nhiêu đây đủ rồi. Và thêm vào đây khoảng nửa muỗng cà phê ớt bột. Xí Sọn cũng không có cho nhiều, ai thích ăn nhiều hơn thì có thể cho thêm. Sau đó thì mình sẽ bỏ hết cái phần gừng sắc sợi vào và trộn đều cái hỗn hợp này lên, cho gừng nó thấm gia vị luôn. Bỏ gừng vào đây á, cái chảo cá của mình nó rất là thơm nha, nó không có vị tanh của cá nữa và nó thơm lắm, mùi thơm của nó quyến rũ lắm cả nhà. Trước đây khi còn ở Việt Nam đó thì Xí Sọn ít ăn gừng lắm vì cái vị cay của nó mình không có quen ăn. Nhưng mà khi qua đây thời tiết rất là khá là lạnh
trong các món ăn mình thường hay bỏ gừng vào và mình ăn mình cảm thấy là nó ấm hơn, tốt cho sức khỏe. Giờ thì mình sẽ cho cái phần hành tím sắc sợi vào và hành lá nữa, bỏ vào nữa là xong rồi đó cả nhà. Đây, chảo cá đù kho thơm của Xí Sọn đây. Ngon chưa cả nhà? Bốc khói luôn nè. Tiêu chí của Xí Sọn á, là thích các món ăn phải trình bày nó phải đẹp mắt, nó phải đủ màu sắc. Thì đây, trong cái chảo cá này nó cũng có đủ xanh đỏ tím vàng luôn đó, cả nhà thấy không? Và mùi thơm của nó rất là hấp dẫn luôn, không có tanh nha. Và ngon lắm, cảm giác là ăn sẽ rất là ấm bụng, mà vị chua chua của thơm á, nó kết hợp với cá thì thật là tuyệt vời. Thèm một chén cơm nữa rồi đó cả nhà. Quay một chút nữa rồi Xí Sọn sẽ lấy chén cơm và cùng ăn nha. Múc ra dĩa và chuẩn bị ăn thôi cả nhà ơi. Xí Sọn lại điệu đàn nữa rồi. Khi mà ra dĩa rồi là phải xếp xếp lại để lát còn trình bày cho đẹp nữa đó. Mà thật sự luôn, nói thật là thơm luôn á cả nhà. Nếu như mà ai thích ăn tiêu đó thì có thể bỏ thêm một ít tiêu vào cho nó thơm nha. Đó, bây giờ Xí Sọn xếp nè, lên mặt cho nó đẹp đẹp đó. Hơi điệu điệu một chút, cả nhà thông cảm nha. Giờ thì mình đã có thành phẩm rồi đây cả nhà ơi. Mình sẽ quay chậm cho cả nhà quan sát nè. Cái miếng cá của mình nó thật là bóng luôn á, mà mình cảm giác là bên ngoài nó giòn nhưng bên trong nó không có cứng nha, nó mềm. Ngon lắm nha. Đó, cả nhà thấy chưa? Miếng cá thật là bóng mượt luôn. Mà bảo đảm là không có béo ngấy nha. Xí Sọn chỉ sử dụng có một muỗng dầu ăn thôi. Nhớ cả nhà nhớ không? Xanh đỏ tím vàng nâu luôn. Ngon thiệt là ngon luôn á cả nhà. Thời tiết mà lạnh lạnh hoặc là ở Việt Nam mà trời mưa đó mà ăn món cá khô thì thật là tuyệt vời. Mình đã chuẩn bị một chén cơm nóng rồi đây cả nhà. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm món ăn của mình nha. Lấy một miếng cá khô nè. Rồi thêm một miếng thơm nữa. Rồi một ít gừng với hành tây tím nè. Nhìn ngon ghê chưa? Bây giờ trải nghiệm nha. Trời ơi, thơm quá trời luôn cả nhà. Thiệt là thơm. Xí Sọn ăn thử nha. Cắn một miếng nè. Ôi cha. Ngon ghê các bạn ơi. Phần bên ngoài thì nó hơi giòn giòn, còn phần thịt cá thì nó mềm nha, không có bị khô. Vị chua chua ngọt ngọt của thơm á, nó thấm vô miếng cá, ngon lắm. Nó làm cho cá không bị mặn, kết hợp với mùi thơm của gừng và hành tây tuyệt vời lắm cả nhà. Các bạn hãy cùng vào bếp và thực hiện món ăn này cho gia đình của mình thưởng thức nha. Và đừng quên tặng cho Xí Sọn một like và nhớ đăng ký kênh của Xí Sọn nữa nha. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này. Giờ thì Xí Sọn tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở video kỳ tới.